Thông tin tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều ngày 19 tháng 1. Công an thành phố Hà Nội cho biết năm 2023, các lực lượng chức năng đã xử lý 575 đảng viên, công chức viên chức vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể trong năm 2023, lực lượng chức năng đã xử lý trên 73.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý trong đó có 575 trường hợp là các cán bộ công chức viên chức bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn. Những cán bộ này còn bị cơ quan quản lý trực tiếp xử lý kiểm điểm hoặc ủy luật theo quy định. Còn chia sẻ về thực trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, mấu chốt của tình trạng ùn tắc hiện nay là tốc độ gia tăng phương tiện quá cao, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, nhất là quỹ đất dành cho giao thông.